Thế giờ biết. Ờ, bây giờ tao biết. Đêm qua tao xem mày. Mày xem vào đêm qua? Ờ. Kinh vãi. Cái trận gặp thằng gì nhở? Cái trận gặp cái thằng gì ở tứ kết nhở? Như lô bác vô mới ở chút nhở. Zonix nơ. Kinh vãi mà. Mày xem thông số cứ sau trận đấu ấy. Zonix nơ nó 20 mấy cú ấy. Nhưng mà cái thằng Djokovic bây giờ ông ấy đúng không? Nó đánh kiểu như là nó cũng tham gia nhiều cái, nó mệt mỏi luôn nhở. Nhất bao nhiêu cái gì thôi, mình sẽ tham gia. Chung kết là do bán kết là Roger Federer mẹ Rafael Nadal, Federer thắng. Federer thắng à? Ờ. Hôm nay bất ngờ bay.